mà thấy hai con chim mình nó con chim nhỏ nó với chim lớn nó đá các bạn, con chim nhỏ nó với con bồ câu bồ câu sợ chim khú. Khú đừng con, đừng làm chị sợ con, đừng làm anh sợ con. Con mù câu với con chim khú á các bạn, mà con chim khú nó không sợ mù câu, mình tưởng mù câu cắn nó chứ, nhưng mà nó không sợ mù câu, rốt cuộc mù câu lại sợ nó. Giờ chắc các bạn cũng đang bằng công việc phải không, nhưng mà thôi mình cũng live stream trực tiếp cho bạn xem cái thấy cái hay hay các bạn. Đó, thấy không? Đó còn dí nó dí nó còn kia cắn. Ê nó dí bồ câu cắn các bạn thấy không? Đó. Nhỏ mà hiếp lớn rồi ghê. Đó cái dí đó dí nó cắn các bạn thấy không? Không giữ cho đó. Thấy chưa? Cho coi nó chiến đấu một nha các bạn, nó coi bồ câu chiến đấu một nha. Bồ câu mình nghĩ bồ câu một quay lại đá một cái là cho nó thôi nó không giữ. Đó đó một câu chơi nè câu chơi nó sợ rồi đó. Đó giống như con voi với sư tử các bạn. Đó đừng dẫn nhộn nha, thấy chưa, đừng dẫn nhộn, thấy tao hiền hiếp hả. Rồi tấn công cắn nè, đó. Này cắn nè. Gú nó hung dữ nè. Tại mình mới thả có một con. Trời ơi, nó cắn một câu, các bạn ơi, các bạn ơi. Hai võ sĩ đánh nhau. Hai võ sĩ đánh nhau các bạn xem nha. À, võ sĩ nhỏ tấn công. À, anh ta lợi thế, anh ta đánh từ sau lưng đến tới. À, một anh lực sĩ bự quá thì tấn công chậm hơn, mà nhưng mà anh nắm được là anh đạp chết liền. Đó, các bạn thấy chưa, đây là một sự đấu võ đài không cân sức nha các bạn. Coi như là một người thì quá to, một người thì quá bé mà vẫn chiến đấu. Võ sĩ nhỏ thì không chịu là buông tha, quyết tấn công từ phía sau lưng đó. Rồi tấn công đó nè quỷ nè tấn công đó tấn công từ sau lưng, tấn công từ phía sau đó, bạn thấy chưa, tấn công từ phía sau lưng. Nhỏ mà hung dữ nè, chơi nè, ép vô né rồi. Võ sĩ khú tấn công từ phía sau lưng, còn giữ sợ võ sĩ bồ câu thì quá chậm chạp, tuy là anh ta bự con nhưng mà anh ta quá chậm chạp. Còn ở trên một võ sĩ đứng ở trên nè, chưa thách đấu, anh ta sẽ đảo qua đảo lại rồi cắn bắt đầu xuống phong đó, đánh từ phía sau. Anh võ sĩ bồ câu đánh từ phía sau lưng, ép vô góc đài đánh liền, ép vô góc đài đánh đó. Nó mà chụp được là mày mệt mày luôn, khú, nha con. Chụp. Rồi. Đánh tiếp. Giáo sĩ mùa câu bắt đầu khiêu chiến. Giáo sĩ mùa câu bắt đầu khiêu chiến, giáo sĩ khú bắt đầu đánh từ phía sau đi. Bắt đầu đánh từ phía sau, giáo sĩ khú đánh từ phía sau. Cắn. Rồi, võ sĩ khú, chim khú đánh từ sao đâu rồi. Sao tự nhiên bỏ nhau đó rồi. Sao tự nhiên là cuộc. Xin các bạn thông cảm nha. Một võ sĩ này bự con quá bay xuống rồi. Mình ui ha, nó cắn mình rồi, giờ nó cắn mình luôn rồi. Trời ơi, đây chứ sao mà cắn tôi. Xuống dưới đây. Trời nó cắn tôi luôn các bạn ơi. Con này nó cắn tôi. Nó cắn tôi. Trời ơi. Xuống đánh dưới đây nè.
trời ơi, sao mày không đánh với con võ sĩ khú này, mày cắn đau trời ơi, đánh tôi, các bạn ơi đánh tôi. Ý là nói tôi không binh nó đó. Nè nè, khú đâu rồi? Đây chơi nè. Võ sĩ khú bắt đầu. Võ sĩ khú đằng kia rồi. Rồi võ sĩ khú không chơi hả? Bắt đầu tiếp tục khiêu chiến. Khú đánh. Rồi, võ sĩ khú đã bỏ đi rồi. Còn võ sĩ bồ câu thì cứ dí theo tôi mà cắn. Võ sĩ bồ câu cắn tôi nè các bạn. Đó, nó cắn tôi nè, Bây giờ nó cắn tôi ghét quá, tôi sẽ nắm đầu nó, tôi giục ra ngoài nha các bạn nha. Các bạn xem nha. Giờ mình sẽ giục nó ra ngoài sân, giục ra ngoài sân. Đó, ra ngoài đó đi. À, võ sĩ bồ câu không chịu đi ra mà phải đi vô tiếp. À, bay vô tiếp, không chịu bay ra ngoài nha. Rồi, võ sĩ khú bắt đầu tiếp tấn công. Võ sĩ khú tấn công. Tấn công. Võ sĩ chim khú đã sợ rồi. Để mình tiến lên nhật bạc. Phải lên. Rồi, đây. Võ sĩ một câu đã bay lên tay tôi rồi nha các bạn. Bay tay tôi rồi. Nha. Bây giờ mình sẽ đưa võ sĩ bồ câu ra ngoài, thử coi võ sĩ bồ câu có đi không nha. Đây, ra ngoài đi. Rồi, ra ngoài đi. Đó, bay ra ngoài đi. Đó, cho bay ra ngoài đó, bay đi. Nhưng võ sĩ bồ câu không bay ra ngoài các bạn ơi. Võ sĩ bồ câu tiếp tục rồi quanh vô lại. Nhưng mình lấy cái chổi xuống đi. Cái chổi xuống đi. Rồi, nó bay vào đây. Đây, võ sĩ chim phú lại tấn công. À, anh này lại cắn cái chổi xuống gì á. À, thôi đem chim bồ câu lên bay tiếp. Bay lên không? Bay lên tay nè. Rồi, đây võ sĩ bồ câu đã bay lên. Các bạn thấy không? Võ sĩ bồ câu bay lên, võ sĩ chim phú đã bay xuống rồi. Võ sĩ chim phú sợ quá, chạy vô trốn rồi. Võ sĩ chim phú chạy vô tắm trốn rồi. Sợ quá rồi. Vậy còn đây võ sĩ bồ câu của mình đây nha các bạn. Võ sĩ bồ câu này là 7 năm rồi các bạn ơi. Nuôi từ khi nhỏ tới lớn nha các bạn nha. Bây giờ mình sẽ đưa võ sĩ bồ câu ra ngoài, cho nó ra ngoài. Cho ra ngoài, đó đi đi. Đi đi, đó ra ngoài đi đi. Đó, cho nó ra ngoài luôn các bạn ơi. Cho ra ngoài nhưng mà võ sĩ bồ câu không đi. Võ sĩ bồ câu lại bắt chứ vô. À, ngộ nha, không chịu đi nha. À, em chào chị Cảnh. Chị Cảnh đang xem hả? Em cho hai con chim đấu nhau chị. Nè, con chim nhỏ nè đấu với con chim lớn kìa. Con chim khú đấu với con chim bồ câu. Rồi, sợ quá rồi, con chim này sợ quá chui vô bà lòng rồi. Sợ quá chui lòng ăn rồi. Con chim võ sĩ khú đã sợ võ sĩ bồ câu chui vô lòng ăn rồi, ăn để lấy sức. Rồi mình sẽ tiếp tục kêu võ sĩ bồ câu bay lên tay mình cho các bạn xem nha. Bay lên không? Này nè. Thì sao cứ đảo đảo nè. Bay lên. Bay lên bên phía nè. Làm mất mặt mày. Rồi, võ sĩ này đã ăn xong rồi, ra đây chiến đấu đi. Võ sĩ này ăn rồi nha các bạn, ăn rồi nè, ăn rồi giờ để mình kêu ra. Ra đây chiến đấu tiếp, đi đây. Nè, dẹp cái này qua bên, lại đi chiến đấu tiếp. Nhớ lên. Võ sĩ bồ câu rồi. Bay lên. Xong thì bay lên. Sao rồi? Bây giờ mình sẽ cho con võ sĩ này xuống. Võ sĩ người Mỹ nha các bạn. Võ sĩ người Mỹ gốc gốc Hoa, gốc Việt nè. Đó, nâu, tóc cho nâu xuống. Xuống đấu với đài với võ sĩ bồ câu ở dưới nha. Xuống. Trời ơi, chị nghĩ gì sao mà bồ câu này mà chị kêu làm thịt. Bồ câu này là 30 mấy triệu một cặp đó chị ơi. Bồ câu này bồ câu thơ mà. Xuống con. Bồ câu của em chị thấy không, em thả ra ngoài nó còn không ra mà, thấy không? Con kia sao nó dám xuống ta, nó sợ này nó xuống ta. Mở cái chuồng rồi xuống đi. Khú ơi. Chuồng khú đâu ta? Khú.
sao? Có xuống không? Không xuống tôi đem con kia lên tôi nhấu à? Không xuống thôi, không xuống thôi, còn giờ này. Không xuống vào, không xuống nhau, đóng chuồng lại. Đóng lại, rồi con lên đây đi. À, con lên đi, lên, vô nghỉ, không chờ nữa. Vô, vô. Rồi, coi như là trận chiến đấu giữa võ sĩ Bồ Câu với võ sĩ Chim Khú đến đây kết thúc nha các bạn nha. Rốt cuộc là võ sĩ Chim Khú đã bỏ chạy nha các bạn. Xin chúc các bạn có một ngày nghỉ thứ tôi vui vẻ nha. Xin chào và hẹn gặp lại nha.